Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U Vang Mở Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U Vang Mở Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
đại gia đình chúng tôi, đại gia đình hạnh phúc đang có sự hiện diện đặc biệt nhất trên sân khấu. Bắt được gia đình nhà trai có ông Lò Văn Cường và bà Lương Thị Thiên là bố mẹ thân sinh ra chú rể Đức Hạnh. Và về phía đại diện gia đình nhà gái, ban tổ chức cũng trân trọng giới thiệu có ông Lương Văn Thành và bà Lương Thị Phương là bố mẹ thân sinh ra cô dâu Thu Thủy. Giờ phút ở đây ban tổ chức trân trọng kính mời đại gia đình hạnh phúc chúng ta sẽ tiến về phía trước một bước, cùng cúi chào một cái thật sâu gửi tới toàn thể hội trường. Đó chính là sự gắn kết giữa hai tâm hồn, hai trái tim hòa làm một. Và để rồi đến ngày hôm nay đây, tất cả chúng ta đã có sự hiện diện đặc biệt nhất tại trung tâm khám phòng cưới của gia đình nhà trai, cùng với một lý do duy nhất chính là tham dự đại lễ thành hôn và đứng lên dự mừng hạnh phúc, chúc tương lai cho chú rể Đức Hạnh sánh duyên cùng cô dâu Thu Thủy. Và với những tình cảm yêu mến nhất của toàn thể các quý cụ, quý ông, quý bà đã dành tặng cho đại gia đình hạnh phúc, thì những lời cảm ơn chân thành, những sự biết ơn của gia đình chúng tôi sẽ được gửi gắm qua các vị đại diện của gia đình. Giờ phút này đây, ban tổ chức tôi trân trọng giới thiệu và kính mời một vị đại diện của gia đình nhà gái sẽ lên sân khấu có đôi lời phát biểu. Trân trọng kính mời. Có cái chú hảo đi khăn, chú phỉ năn tan bác chung án ơi, mê đã qua phú già ơi. Có biển sáng từ tư nào xảy cái đầu qua. Phải con chơi ít tô khỏi cái ít số phép làng hộ đôi trưởng cho bán ông quán bí thứ cho quảng. Ông chỉ hổ cho được đứng tố về mình. Ơ ải non bán nghèng con đôi. Phú già bản quán đứng sướng. Chứ nó chẳng bón non bón mùi xung khổ ta bản có nồn xá nồn đuông. Ơ dịp nhanh cháu khẩu đắng dịp kín tó bản tó quán tó hiền tó cháu nhau không? À với mi phóng về để với mi kẻ ra hai. Ơ phải tăng điểm về trăm nhăn năm về hiền khốn trắng phải cháu hỏi cháu đuông cháu tà buồn đuông trang gà buồn tà trang béo buồn phà béo buồn côn. Ơ cả trắng cái ngò mi xình đẩy luôn nòi hỏi ha. Ơ cả trắng này đuông cô mang khóa đuông ba thường sai đuông thường xin vắn tàu khẩu vắn tìm. Ơ xí vắn ổn e thì ơ kín khẩu cỏ vắn pha ổn e thì ơ kín nôm pha hó tủng đu nòi thèn trắng đôn thầy. Ơ trắng này thầy phục xì đu phong tốt khái trắng tuyển đu nhìn phù ấy. Ơ cỏ trắng này ta xảy mắc tư ta đu ma ủng. Ơ trắng này tủng khẩu phai nòi hẻ mò khám mượn. Ơ nhơn nhơn này vắn cháu trắng mất nhổ ổn e chén chí mà đu hạ cả. Ơ trắng chí nháu xứng giao. Ơ khai hẹ bà bà đúc giản quyền hay bà nay giản tổng ấy bò trắng sáo để mồm kính sỏi nát ta vắng xùm. Ơ trắng có nhổ món e trắng mà đu nả ho trắng dao trắng đầy nhắn. Ơ dao phiang luôn xuống phương bà mà phương phùng mú tà nai. Ơ cả trắng mà lại khó khẩu na na lại khó bà na na mú. Ơ đổi lời ho trắng này thì quyền xào trắng này dao quyền báo. Ơ thầy phăng tôi đảng sáng bay hô. Chứ hổng như nghe như nghe hổng như kích đằng sáo hôi chủ nghĩa hô sướng. Ơ khai sang đuổi nòi hoa cả trắng bà. Ơ mê hiền cắn nổ khoáng mương sướng cắn nổ. Ơ tôi đảng chính xe khóc phụn ma. Ơ khai cả trắng bà đuổi nòi hâu. Ơ sang đuổi phải chay. Ơ cả trắng he bà có nâng tẳng nữa. Cả trắng bà ế bà nằm cám bàn sai lại bà nằm. Ơ con tìm mương bàn phương nâng cả trại trại bàn hoa môn xóa đón bàn mồn ổn. Ta bà bất chư xỉn mấy đình chém té cho nai. Bất chư xài mấy đình chém té châu. Bất chư hậu chính chan té cháu bái đẳng. Ơ khai sang bón hỉ cả trắng bà. Ơ mẹ nằm té châu. Ơ té cháu bái đẳng thì sang bón. Ơ bò mẹ sống phái cả trắng hay bà để quam. Ơ mua nằng đu nằng đàn hâu. Cả trắng bà áo quam nề nằng tu trắng cưn mất xuống áo quam bá quam xào. Ơ trắng mất xuống tăng phò tăng mẹ tăng. Ơ bản ba đếc xá thèn chắn. Ơ bò mẹ ta nì cả trắng thờ hạ bò đàn xì gánh mà đàn sẵn phật trang cho hó má bất lòng trang cả quam sướng bất sầu. Ơ trang bò khót ba sướng đơ phá mưu rung phùng tà xung khỏi. Ơ xung khỏi tà bên đúng bên tà cả trắng ba bất xỉn phải cài bất ai phải ứng. Ơ cả trắng muôn khả phê đủ đáy chôn khả cái đủ tín đá tín cái cầu cả nả cái cầu sáu hóa cháu hóa có sủ có má. Ơ xung khỏi bên đúng bên tà cả trắng bất phả mê ta bá hát tứ xe trắng cái khó cái đầy hợp khứng. Ơ trắng kiếm từ quảng an tố áo. Ông cho sao ở đây đuôi sang bón đu bón tàu ơ đầy cừng đành cừng khơi cái đầy xóm phía hãng sáng phía cái kèn bật khát cân na khá dê đau khẩu. Ông bà kiếm ma hà đầy sạch chú bồng ngác cơ ba mà ơ. Ơ tên đầy tên cá ơ hát bà giảng sáng kính kèn hó cái to nâu quá hát bà to khẳng sáu. Ơ bà tên phải đá. Ơ thầy chung khẩu chú ra chung khẩu chú côn. Đó vào cái hào khăn hát
chị cười tí nỉ nhớ nghi bún đúng nà bún ta lướm bún pha lướm bún côn ơ cái trắng ai xinh đầy ấy nói ỏi hát thắt thảy mắt thư mắt tắt mừ mắt điêng trang điêng trắng sùng trang sùng trắng nhá nhá ơ biếng nung sùng biếng bà mà biếng po biếng mê chí sáo hà hương thì nó cỡ nhang quay khen nó tìm chát bày lửa thì nó cỡ nhang chúa po căng làn mê thủy hao rú xá nóng luôn thân chan ăn thì nó cỡ qua quá trình tìm hiểu cả báo xáo cả đắc mặc men kén quang cằn thì nó cỡ đẩy quang chủ trắng cơn xa ảo đẩy quang báo quang xáo cả trắng cơn xa po xa mê thì nó cỡ po mê ô cả té hoa té sứ tỏ po mê ơi thì nó khai cỡ khẩu tùm bất tàng lấy khẩu cành khẩu tùm bất tàng ngay cái ba mà xin nó cỡ tà nai cỡ đang hạt bánh sống to. Thật chúc mừng cô dâu chú rể buổi trưa ngày hôm nay được trầm đắm hạnh phúc. Dạ vâng, với một đại lễ thành hôn với sự hiện diện của rất rất nhiều toàn thể các quý vị thì có thể rằng buổi trưa ngày hôm nay đại diện gia đình chúng tôi sẽ không thể đến từng mâm, không thể bắt tay từng người để cảm ơn trực tiếp được. Chính vậy thay lời muốn nói thì chén rượu này gửi tới toàn thể trung tâm bữa tiệc ạ. Quý vị ơi hãy cùng nhấc chén rượu của mình lên để cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể, chúc cho mối tình thâm gia của hai bên gia đình mãi mãi bền chặt tựa keo sơn. Dạ vâng, trân trọng kính mời toàn thể quý vị cùng nâng chén rượu của mình ạ. Rồi quý vị ơi, hãy hô một cái thật to được không ạ? 1, 2, 3, show! Chúc mừng hạnh phúc! Chú trai vâng, gia đình Bắc Vương và gia đình chú Thành đang gửi tới các bạn trẻ của chúng ta những món quà rất là cực kỳ đặc biệt, cực kỳ ý nghĩa. Xin chào cảm ơn tình cảm yêu mến của gia đình Bắc Vương và chú Thành. Vâng, rất rất nhiều những món quà đã được gửi tới các bạn trẻ của chúng ta. Từ những người thân yêu nhất, cảm ơn món quà đến từ gia đình bác Thi đã dành tặng cô dâu chú rể của buổi trưa của mình. Sau món quà của Dĩnh Hạnh sẽ là món quà đến từ cậu Hùng. Vâng, xin cảm ơn món quà của dì đã dành tặng. Vâng, với một đại lễ thành hôn diễn ra cực kỳ ý nghĩa, cực kỳ hạnh phúc buổi trưa ngày hôm nay thì đương nhiên những người thân yêu nhất cũng đã chuẩn bị sẵn những món quà tuyệt vời. Xin cảm ơn món quà đến từ gia đình cậu Hùng. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ chị Duyên, món quà đến từ vâng, xin cảm ơn món quà đến từ dì Út trao tặng cho đôi bạn trẻ để chúc cho hai bạn được trăm năm tình viên mãn, bắt đầu nghĩa phôi huề. Và giờ phút ở đây sẽ là món quà đến vâng, thưa toàn thể quý vị, với những món quà đặc biệt nhất đến từ những người thân yêu nhất đang gửi tới cặp đôi yêu đương của chúng ta trong buổi trưa ngày hôm nay. Và đương nhiên tất cả các quý vị quanh quý chị đang có diện diện đặc biệt tại khán phòng của gia đình chúng tôi đều dành cho mình những món quà đặc biệt nhất để gửi tới bạn trẻ bỏ vào hòm phiếu hạnh phúc của chúng tôi, đúng không ạ? Xin mời toàn thể hội trường dành một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng cho cô dâu chú rể, đúng không ạ? Với rất nhiều những món quà đặc biệt ngày hôm nay với sự xuất hiện của rất nhiều toàn thể các quý cô vừa 13 cô dì các anh chị và các trẻ đã tới thanh niên không quản ngại đường xa xôi trở về đây để chứng kiến đại lễ thành hôn, được một hạnh phúc chúc tương lai cho cô dâu và chú rể. Và kèm với đó chính là những nhiếp ảnh gia, những phóng viên chuyên nghiệp của chúng tôi đang thực hiện công tác lưu giữ lại những khoảnh khắc ý nghĩa và hạnh phúc nhất để cả thế giới cùng chiêm ngưỡng, cùng biết được và cùng gửi lời chúc phúc tới cô dâu và chú rể của chúng ta trong buổi trưa đặc biệt hôm nay. Vâng, xin cảm ơn món quà đến từ dì Mai đã dành tặng cho hai cháu điều rất là cực kỳ tuyệt vời. Xin được cảm ơn. Xin mời tầng bánh thứ hai. Rồi với tầng bánh thứ ba. Rồi vâng, xin chúc cô dâu chú rể luôn luôn cùng chia ngọt sẻ bùi từ giờ đến cuộc sống mai sau. Rồi vâng, xin mời cô dâu chú rể sẽ tiến về phía tháp ly. Rồi vâng, sẽ khui chai rượu nổ to nhất có thể và hãy bóc ra cùng các bạn khóa, hãy lắc thật mạnh. Rồi vâng, để cùng rót ra những dòng rượu mang hương vị và màu sắc của tình yêu, để cùng nhau rót những ly rượu hồng. Rồi vâng, tuyệt vời ạ. Xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng tay chống
rót những ly rượu, những dòng rượu và hương vị màu sắc của tình yêu. Một đúng là em như một chén rượu đồng, anh chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Mà nếu em nước em là chén rượu cay, anh xin đúng cả để say suốt đời. Rồi một hình ảnh cực kỳ lãng mạn trên sân khấu chính của ban tổ chức chương trình, xin mời đến với chai rượu hai điểm. Rồi hãy lắc thật mạnh và vặn khóa để chai rượu chúng ta đổ to nhất có thể đi ạ. Rồi tuyệt vời ạ. Xin mời chai rượu thứ hai cùng với lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu chú rể muốn gửi tới toàn thể trung tâm bữa tiệc, và nhất là ơn mẹ ơn cha công sinh công dưỡng để ta có mình, hai ơn bạn bè chân tình làm mai làm mối để mình có ta, và ba ơn tất cả gần xa đã đến dự đám cưới của ta với mình. Xin mời toàn thể quý vị dành những tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc phúc cho cô dâu chú rể ạ. Trong giờ phút này đây thì cô dâu chú rể sẽ chấm tình yêu của mình bằng một nụ hôn cực kỳ lãng mạn nhất ngay trên sân khấu trong buổi trưa ngày hôm nay, được không ạ? Xin mời cô dâu chú rể sẽ quay mặt vào nhau đi ạ. Phóng viên chuyên nghiệp của chúng tôi muốn lưu giữ lại khoảnh khắc này để cả thế giới cùng biết được. Rồi xin mời cô dâu sẽ đặt hai tay lên phần cứng nhất của chú rể, chính là bờ vai cực kỳ vững chãi. Rồi xin mời chú rể đặt hai tay lên phần mềm nhất của cô dâu, và cô dâu chú rể sẽ chuẩn bị để nghe theo hiệu lệnh của ban tổ chức chúng tôi. Xin mời ống kính của các phóng viên, các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp sẽ hướng mắt hướng về phía hai nhân vật chính của chúng tôi, lưu giữ lại khoảnh khắc cực kỳ tuyệt vời này. Rồi xin mời toàn thể quý vị hồ với ban tổ chức chúng tôi, chúng ta sẽ cùng thưởng thức một tiết mục lãng mạn nhất trên sân khấu buổi trưa ngày hôm nay. Cô dâu chú rể chuẩn bị chưa ạ? Dạ vâng, hãy nghe theo hiệu lệnh của MC hôn từ 1 đến 3. Chúng ta sẽ bắt đầu hôn đúng không ạ? Dạ vâng, cô dâu chú rể chuẩn bị.
vang mừng trời. Camera Lò Anh Nhàn xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã đăng ký ủng hộ kênh trong thời gian vừa qua. Rất mong Camera Lò Anh Nhàn lại tiếp tục có cơ hội quay phim chụp hình để lưu lại những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của quý khách hàng. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.